Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học hôm nay chúng ta cùng ôn tập một số nội dung trọng tâm để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ 1 sắp tới. Nội dung gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là lý thuyết, phần thứ hai đó là phần bài tập. Phần lý thuyết bao gồm những nội dung sau. Nội dung đầu tiên đó là phương pháp tìm hiểu tự nhiên. Đó là cách thức tìm hiểu sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống được thực hiện qua 5 bước. Một, đó là quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu. Bước 2 là hình thành giả thuyết, câu trả lời dự đoán. Bước 3, lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết. Bước thứ tư đó là thực hiện kế hoạch. Và bước thứ năm đó là kết luận. Để học tốt môn khoa học tự nhiên, chúng ta cần thực hiện và rèn luyện một số kỹ năng như là kỹ năng quan sát nè, phân loại, liên kết, đo, dự báo, viết báo cáo, thuyết trình. Nội dung thứ hai đó là phần nguyên tử. Mô hình Rutherford Bohr. Trong nguyên tử, các electron ở vỏ được sắp xếp thành từng lớp và chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo như các hành tinh quay quanh mặt trời. Các em còn nhớ đó là electron ký hiệu là E và mỗi E mang một điện tích âm hay là trừ một. Lớp electron thì lớp trong cùng sát với hạt nhân chứa tối đa 2E. Lớp thứ hai chứa tối đa là 8E. Hạt nhân bao gồm có hai loại hạt, đó là hạt proton ký hiệu là B, mỗi B mang một điện tích dương cộng một. Hạt neutron ký hiệu là N, không mang điện. Nguyên tử thì luôn trung hòa về điện, bởi vì trong nguyên tử số proton bằng số electron. Khối lượng nguyên tử chính là khối lượng của một nguyên tử được tính theo đơn vị quốc tế đó là AMU. Proton và neutron có khối lượng xấp xỉ bằng nhau, đó là gần bằng một AMU. Electron có khối lượng bé hơn rất nhiều lần so với hạt neutron và hạt proton, nó chỉ bằng là 0,00055 AMU. Do đó có thể xem khối lượng hạt nhân chính là khối lượng của nguyên tử. Nội dung thứ ba đó là nguyên tố hóa học. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học giống nhau. Hiện nay thì có 118 nguyên tố hóa học được xác định, trong đó có 98 nguyên tố được tìm thấy trong tự nhiên. Nội dung thứ tư, sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử. Cấu tạo bảng tuần hoàn hóa học gồm các ô nguyên tố nè, chu kỳ nè và nhóm. Thông tin ô nguyên tố cho biết số hiệu nguyên tử, ký hiệu hóa học, tên nguyên tố và khối lượng nguyên tử. Tập hợp các nguyên tố hóa học có cùng số lớp electron trong nguyên tử theo hàng ngang được gọi là chu kỳ và số thứ tự của chu kỳ bằng số lớp electron. Tập hợp các nguyên tố theo cột dọc có tính chất hóa học tương tự nhau và sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân gọi là nhóm. Ở bên cạnh đó thì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bao gồm là có 8 nhóm A và 8 nhóm B, 7 chu kỳ, 3 chu kỳ nhỏ đó là chu kỳ 1, 2, 3 và 4 chu kỳ lớn đó là chu kỳ 4, 5 và 6, 7. Hơn 80% các nguyên tố hóa học là kim loại, bao gồm một số nguyên tố nhóm A và tất cả các nguyên tố nhóm B. Nhóm các nguyên tố khí hiếm thuộc nhóm 8A, đó là những nội dung các em cần lưu ý. Tiếp theo nội dung thứ năm đó là phân tử đơn chất và hợp chất. Phân tử là gì? Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử kết hợp với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Có hai dạng phân tử đó là phân tử tạo bởi một nguyên tố hóa học và phân tử tạo bởi nhiều nguyên tố hóa học. Về khối lượng phân tử được tính bằng
tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử và đơn vị tính bằng AMU. Các em lưu ý. Đơn chất là chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Và hợp chất là chất được tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học. 6. Giới thiệu về liên kết hóa học. Thì các em lưu ý. Thì đối với nguyên tố khí hiếm thì vỏ của các nguyên tố khí hiếm ở lớp ngoài cùng đều có 8 electron. Như các em thấy ở hình bên như là gồm có đi là neon nè, argon nè, krypton nè, xenon nè. Riêng helium chỉ có 2 electron, đó là trường hợp đặc biệt. Sự tạo thành các ion. Như các em đã học đó là các nguyên tử của nguyên tố kim loại thì thường có xu hướng là nhường đi electron ở lớp ngoài cùng. Khi mà nó nhường đi electron thì nó sẽ tạo thành ion dương tương ứng. Các nguyên tử nguyên tố phi kim có xu hướng là sẽ nhận electron từ nguyên tử kim loại. Và khi nó nhận electron như vậy thì nó sẽ hình thành nên ion âm tương ứng. Các ion dương và ion âm đơn nguyên tử có lớp electron ngoài cùng giống với nguyên tử của nguyên tố khí hiếm, đó là nó đạt ở trạng thái bền vững. Về liên kết ion, như vậy, liên kết ion được tạo thành bởi lực hút giữa ion dương và ion âm, có nghĩa là những cái ion này trái dấu thì nó sẽ hút nhau tạo ra liên kết, đó là liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành bởi sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử. Các em phân biệt, nhớ phân biệt rõ liên kết ion, liên kết hóa trị nha. Về phần bài tập, các em cần lưu ý những kiến thức sau để vận dụng làm một số bài tập nha. Đó là trong hợp chất thì các em nhớ hóa trị của hydrogen luôn là 1 và hóa trị của oxygen luôn là 2. Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử đơn vị tính bằng AMU. Về công thức chung của phân tử, các em nhớ là nó có dạng là AXBY. AB là ký hiệu nguyên tố, XY chỉ số, đó là số nguyên tử của nguyên tố trong phân tử. Nếu chỉ số này bằng 1 thì quy ước là sẽ không có ghi. Về cách tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất, ví dụ với hợp chất AXBY ta sẽ có phần trăm của nguyên tố A, nó sẽ bằng là gì? Khối lượng nguyên tử A nhân cho số nguyên tử của chính nó, chia cho khối lượng của cả phân tử AXBY, sau đó nhân cho 100%. Về quy tắc hóa trị, với công thức hóa học chung AXBY, trong đó XY là chỉ số, AB là hóa trị tương ứng của nguyên tố AB. Theo quy tắc hóa trị thì ta sẽ có như sau. Tích giữa hóa trị và số nguyên tử của nguyên tố A luôn bằng với tích giữa hóa trị và số nguyên tử của nguyên tố B. Như vậy ta sẽ có là gì? A nhân X bằng B nhân cho Y. Như vậy dựa vào quy tắc hóa trị chúng ta vừa lập thì chúng ta sẽ tính được tỷ lệ X trên Y, từ đó suy ra công thức hóa học của hợp chất. Sau đây chúng ta sẽ làm một số bài tập vận dụng. Đầu tiên đó là bài 1. Em hãy vẽ mô hình nguyên tử theo Rutherford Bohr của nguyên tử silicon có proton là 14. Các em lưu ý, để vẽ được cái mô hình nguyên tử của nó thì chúng ta phải xác định cái số electron của nguyên tử này là bao nhiêu. Trong nguyên tử thì số proton và số electron luôn bằng nhau, đúng nè, bởi vì nó trung hòa về điện đó. Như vậy ở đây biết được 14 proton, như vậy chúng ta suy ra được silicon này cũng có là 14 electron. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hạt nhân của nó ra. Đây các em ha, nhân.
Rồi lớp electron đầu tiên sát với hạt nhân. Đây các em. Thì lớp electron sát với hạt nhân chứa tối đa là 2 electron. Chúng ta vẽ 2 electron ra. Được chưa nào? Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ vẽ sang lớp thứ hai, đúng nào? Và các electron sẽ ship sang lớp thứ hai. Đây các em. Và lớp thứ hai này chứa tối đa là 8e. Mình vẽ 8e ra. Như vậy đến đây thì electron chỉ mới đạt là bao nhiêu? 10 electron thôi. Như vậy thì electron còn lại là 4. Nó phải chuyển sang lớp thứ ba. Chúng ta vẽ lớp thứ ba ra. Đây ha. Có 4 electron. À, đó là cách vẽ một nguyên tử. Rồi tiếp theo. Từ mô hình chúng ta vừa vẽ thì em hãy cho biết silicon có số lớp electron là bao nhiêu nè. Vậy số lớp tương ứng với số vòng đúng không nè? Ở đây có 3 vòng, như vậy số lớp electron của silicon đó là 3 lớp ha. Số electron lớp ngoài cùng thì chúng ta sẽ đếm xem lớp electron ngoài cùng đó là 4 electron. Rồi, khi chúng ta biết được số lớp electron thì số lớp electron nó tương ứng với chu kỳ đúng nào, chu kỳ. Như vậy chu kỳ ở đây là nó thuộc chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn hóa học ha. Rồi số electron ở lớp ngoài cùng bao nhiêu thì chúng ta sẽ suy ra được là cái nguyên tử này nằm ở nhóm mấy trong bảng tuần hoàn hóa học. À, như vậy nó là một nhóm 4A nha. À, đó là bài tập câu thứ nhất, bài tập 1. Bài 2, cho các chất có công thức hóa học sau: CaCl2 nè, H2S nè, O3 nè, H3PO4, N2, NaCl. Câu A, hãy xác định phân tử của chất nào là phân tử đơn chất, phân tử hợp chất, vì sao nè. À, như các em đã học phần lý thuyết thì đơn chất là gì? Đơn chất là chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Còn hợp chất là chất được tạo nên từ hai hay là nhiều nguyên tố hóa học. Chúng ta sẽ xét đầu tiên đó là CaCl2 nè. Thì CaCl2 là đơn chất hay hợp chất? À, nó là hợp chất vì phân tử có hai nguyên tố tạo thành, đó là calcium ký hiệu là Ca và chlorine ký hiệu là Cl. Xét thứ hai tiếp theo, ví dụ như ở đây xét O3 đi. Vậy O3 đây là đơn chất hay là hợp chất nè? À, đó là đơn chất vì phân tử được tạo thành chỉ gồm một nguyên tố, đó là oxygen, đúng không? Ký hiệu là O. À, như vậy thì các chất còn lại các em hãy tự luyện tập làm lấy ha, tương tự như vậy. Câu B, tính khối lượng của các phân tử sau như là CaCl2 nè, H2S, H3PO4, biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố cho ở trên. Trước tiên chúng ta sẽ xét phân tử CaCl2. À, khối lượng phân tử bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử. Như vậy trước tiên các em sẽ xác định xem là có cái phân tử này á, có cấu tạo từ bao nhiêu nguyên tử ở mỗi nguyên tố. Đúng chưa? Như vậy, ở đây là có một nguyên tử Ca, hai nguyên tử Cl. Vậy khối lượng phân tử của nó sẽ bằng là gì? À, bằng 40. 40 đây là khối lượng của một nguyên tử Ca cộng cho 35,5 nhân 2. 35,5 đó là khối lượng của một nguyên tử Cl, mà ở đây có hai nguyên tử cho nên chúng ta sẽ nhân cho 2. Và bằng kết quả là 111 AMU. À, các em lưu ý nha, nhớ ghi rõ đơn vị của nó là AMU. Tương tự, các em sẽ luyện tập tính khối lượng của các phân tử còn lại nhé. Ta chuyển sang câu C, tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong phân tử CaCl2 là H2S. Xét phân tử đầu tiên đó là CaCl2. Vì trong phân tử này có hai nguyên tố đó là Ca và Cl, đúng không nào? Vậy chúng ta trước tiên chúng ta sẽ tìm phần trăm khối lượng của nguyên tố Ca. Đây các em, phần trăm của nguyên khối lượng của nguyên tố Ca nó sẽ bằng là gì?
khối lượng nguyên tử của Ca nhân cho số nguyên tử của nó. Ở đây số nguyên tử của nó là 1 nhân cho 1. Thì 1 có thể chúng ta sẽ không nhân cũng được nhé. Chia cho khối lượng của cả phân tử CaCl2. Sau đó mình nhân cho 100%. Lúc này chúng ta sẽ thế số vào. Đấy. Khối lượng nguyên tử của Ca, 1 Ca đó là 40. Và khối lượng phân tử của CaCl2 đó là 111. Đó là kết quả ở cái kết quả của câu B chúng ta đã vừa tìm. Thế nào? Sau đó nhân cho 100. Sẽ bằng là 36%. Được chưa? Như các em đã biết thì tổng tất cả các phần trăm nguyên tố có trong một phân tử luôn bằng 100%. Như vậy, khi chúng ta tính được phần trăm của Ca thì chúng ta sẽ suy ra được phần trăm của Cl bằng cách là gì? Chúng ta sẽ lấy 100% trừ đi phần trăm của Ca. Đúng không? Đó là trừ đi cho 36%. Nó sẽ bằng là 64%, đó là phần trăm của Cl. Được chưa nào? Rồi tiếp theo là phân tử H2S. Thì tương tự như cách làm ở trên, các em hãy tự luyện tập và làm nhé. Bài số 3. Xác định công thức hóa học. Như các em đã được tìm hiểu, có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là xác định công thức hóa học khi biết phần trăm nguyên tố và khối lượng của nguyên tử. Dạng thứ hai đó là xác định công thức hóa học dựa vào quy tắc hóa trị. Thì ở đây các em lưu ý ôn kỹ dạng thứ hai là xác định công thức hóa học dựa vào quy tắc hóa trị. Ở đây câu A nè. Potassium oxide viết K có hóa trị 1 trong phân tử chứa nguyên tố oxygen. Như vậy dựa vào đề bài chúng ta thấy rằng là potassium oxide này được cấu tạo bởi từ hai nguyên tố, đó là nguyên tố K, potassium, và nguyên tố O, đó là oxygen. Được chưa? Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Đặt công thức hóa học của potassium oxide đó là KXOY. Và nhiệm vụ là các em sẽ tìm X nè, tìm Y nè. Bây giờ tiếp theo là các em sẽ xác định hóa trị của từng nguyên tố nha. Theo đề bài thì K có hóa trị 1, ghi 1 ở phía trên ký hiệu của nó. Và oxygen là hóa trị mấy? Các em lưu ý là trong hợp chất hóa trị của H luôn là 1 và hóa trị của O luôn là 2. Như vậy O ở đây có hóa trị đó là 2, chúng ta ghi phía trên ký hiệu của nó. Rồi từ đây theo quy tắc hóa trị thì ta sẽ có là gì? Tích giữa hóa trị và số nguyên tử của potassium là K đó luôn bằng với cái gì? Tích giữa hóa trị và số nguyên tử của nguyên tố O, oxygen. Như vậy ở đây ta sẽ có là gì? 1 nhân với X bằng 2 nhân với Y. Được chưa? Như vậy khi lập quy tắc hóa trị này xong, chúng ta sẽ suy ra tỷ lệ X trên Y. Nó sẽ bằng là gì? 2 trên 1. Đúng chưa nào? Rồi, chúng ta quy về số bình thường. Đó là 2, 1. Thì từ đây chúng ta sẽ tìm ra được đó là gì? X bằng 2, Y bằng 1. Đúng chưa nào? Kết luận. Vậy công thức hóa học của potassium oxide đó là K2O. Ở đây thì Y bằng 1 thì quy ước là cái chỉ số nếu là 1 thì chúng ta sẽ không ghi. Cho nên ở đây là ghi là O thôi. K2O. Câu B. Copper oxide biết Cu có hóa trị 2 và trong phân tử chứa nguyên tố oxygen. Thì tương tự như ở câu A, các em hãy tự luyện tập và làm nhé. Tiết ôn tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy lưu ý ôn kỹ phần lý thuyết, làm kỹ các dạng bài tập đã cho. Chúc các em làm bài thật tốt.
Cô mến chào tất cả các em.